Đơn hàng ngày hôm nay là của anh Ngọc, anh ở cầu Đông Xá, quốc lộ Bắc Ninh. Trước khi đến với tất cả các thiết bị trong cấu hình combo này thì chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Ngọc. Anh đã ủng hộ chúng em một bộ cấu hình. Một bộ cấu hình combo rất là đặc biệt. Đặc biệt ở đây là gì ạ? Với cấu hình combo này và sự xuất hiện của cặp loa VK720 đang vắng bóng tại Zika chúng em một thời gian rất là lâu, với phiên bản này hàng về rất khó. Bản này được thiết kế với một bát 40 ở phía dưới gần bài tầng dầu, và cái công suất của nó phải đáp ứng chúng ta maximum 700. Đi kèm với nó là hệ thống chung, là một con chung lớn đường kính 20, thể hiện lời ca tiếng hát cực kỳ chi tiết, ngân nga nguyên lái đầy đủ hết. Hệ thống chép thì trang bị hai chép giấy và hai con chép kèn ở đây là chép đầu đạn. Toàn bộ thiết kế này là một thiết kế rất là đặc biệt của một cặp loa có nhiều cái đường nét mang cái phong cách đậm chất cơ bắp của Mỹ, thương hiệu Midwest, phiên bản chính hãng sản xuất tại Đài Loan và nhập khẩu chính ngạch về. Trước đây giá 12 triệu và hiện tại Zika chúng em đang ưu đãi khuyến mại trong dịp đầu năm 2023 là giá là 8 triệu đồng cho cặp loa này. Cặp loa này sẽ đáp ứng được công suất maximum 700 như em vừa nêu trên, và cũng như sẽ phù hợp với những không gian từ 20m2 đến 70m2 cặp này. Và anh Ngọc có yêu cầu ghép thêm một cục loa siêu trầm, thì anh có chia sẻ là anh rất thích nghe nhạc mạnh DJ điện tử, nên là sẽ ghép cục trầm uy lực mạnh mẽ như con S18. Ưu điểm lớn nhất của bản này là cho ra công suất mạnh, đánh tiếng bass căng, tức ngực, và nó đánh được cả điện cả hơi. Thùng vách rất dày dặn, lại được sơn phủ màu sần nữa, màu đen sần, đen nhám này, nên là cái độ bền về thùng vách nó bảo vệ tốt. Công suất khủng nên là đi kèm thùng vách chắc chắn, cây căng bằng thép bảo vệ phía trước này. Bản này hiện tại có giá là 5.500.000 đồng. Vâng, tiếp theo chúng ta đến với bộ đôi sản phẩm dàn máy. Xin mời anh Ngọc toàn thể các anh em đến với bộ đôi sản phẩm mà chúng em đang phối ghép. Có sử dụng chiếc đài liên vang X22 để chinh phục đôi loa VK720 và chiếc loa siêu trầm S1800. Con này cho công suất maximum 1000W một kênh, và nó có hỗ trợ giải mã, cổng quang, Bluetooth, USB, có quản lý nguồn đi kèm, nên các anh em chỉ cần tắt đi xong bật lại là sử dụng thôi. Có điều khiển thông minh đi kèm nữa, chúng ta có thể gọi được 6 chế độ người dùng khác nhau để chúng ta dùng, từ hát karaoke cho đến tính năng meeting, như là tính năng NC. Giá bán là 9 triệu đồng. Phía bên trên là bộ mic không dây VK321. Đây là bộ mic dễ hát nhất, với cái mức giá là 3 triệu đồng. 4 dâu sóng que, nhiều tính năng tiết kiệm thông pin như pin này, tiết kiệm pin này, tự động ngắt này. Và nó có đặc điểm là cùng tông màu đen. Và cấu hình combo này được phối ghép với 4 thiết bị chính đến từ thương hiệu Midwest. Về cái ưu điểm lớn nhất là đồng bộ thương hiệu, được kích hoạt bảo hành cùng một lúc, cùng một thời điểm, nên anh em dùng yên tâm. Chính hãng bảo hành cho anh em với gói chính hãng 1 năm, và Zika sẽ hỗ trợ bảo hành tiếp. Và thứ hai là cái sự tương thích đã lên đến hơn 90%, 99.9% về cái sự tương thích giữa các thiết bị với nhau. Em sẽ đi vào test nhạc, và anh Ngọc có yêu cầu là test một đoạn nhạc vàng, test một đoạn nhạc DJ, test đoạn karaoke. Thì em xin mời toàn thể các anh em cũng như anh Ngọc ở quốc lộ 286 Bắc Ninh cùng nhau đeo tai nghe và lắng nghe kiến thức nhé. Thank you.
coi lại không, với một bộ dàn combo karaoke mà em đang set up cho anh Ngọc, với một cặp loa bass 40 khủng như VK 72 không và hệ thống sub bass 40, cũng là tổng thể hệ thống dàn này. Em vừa test những bản nhạc vàng, test những bản nhạc mạnh DJ và test karaoke trên cấu hình combo. Cũng như anh Ngọc và các anh em thấy sao về cấu hình combo này, có thể lại bình luận comment ở dưới phần comment của video này nhé. Chúng em sẽ hỗ trợ và giải đáp thêm các anh em cần thêm hay bớt bất cứ một thiết bị gì. Với cấu hình này thì bên em đang bán ra với mức giá là 25.500.000 đồng sau khi trừ tất cả tiền mạng rồi, giá niêm yết là 29.500. Em sẽ khép lại video đây. Xin chào tạm biệt và cảm ơn anh Ngọc cũng như toàn thể các anh em đã theo dõi video và ủng hộ dự án của em nhé.